Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn từ quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với tên tin mới nhất. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh để luôn là những người cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức chính đã xảy ra trong ngày. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới nhất. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, Hoàn Cầu Thời báo cho hay đập Tam Hiệp đang nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt Trung Quốc từ cấp độ 10 năm có 1 lên 100 năm có 1. Cụ thể, sau đợt mưa bão và lũ lụt kỷ lục làm ít nhất 452 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc, các đội vận hành và quản lý của các dự án cấp nước khác nhau ở Trung Quốc đã và đang thực hiện cách tiếp cận kỷ luật hơn để đảm bảo hoạt động an toàn. Siang Ke, phó giám đốc nhà máy thủy điện Châu Bá nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng, việc một số đập bị vỡ trong trận lũ lụt ở Hà Nam đã sóng lên hồi chuông cảnh báo đối với mọi người. Ông Siang Ke đã chỉ ra rằng trước khi mùa lũ đến, Tập đoàn Tam Hiệp đã tổ chức các cuộc họp điều phối kiểm soát lũ lụt cho khu vực dốc của đập Tam Hiệp, các châu bá, phát hành sổ tay mới về kiểm soát lũ lụt, tiến hành kiểm tra mục tiêu các bộ phận chính và thiết bị của đập, tăng cường dự trữ vật liệu chống lũ và diễn tập khẩn cấp. Ông Siang Ke nói với việc thành lập nhóm và hồ chứa thượng nguồn sông Dương Tử, áp lực kiểm soát lũ trên lưu vực được giảm dần. Nhưng ứng phó với thời tiết thiên tai đột ngột cục bộ vẫn là trọng tâm và khó khăn trong công việc của mọi người. Đồng thời lưu ý là một số đập ở Hà Nam đã bị vỡ trong các trận mưa lớn, chủ yếu do nước dâng mạnh thấm qua các lỗ và khe hở của con đập. Hiện tại đập Tam Hiệp, đập các Châu Bá đã hoàn thành việc khôi phục các lỗ của đập, các rào chắn ở hạ lưu, đồng thời sử dụng robot nạo vét tự phát triển để tăng cường dọn dẹp các vật thể trôi nổi gần các con đập, nhằm tránh thiệt hại cho việc phát điện và giao thông đường thủy. Tính đến cuối tuần qua, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dọn sạch khoảng 25.000 mét khối vật liệu nổi trong khu vực của đập. Ông Siang cho biết, chúng tôi sẽ chủ động ứng phó với giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng thường kéo dài đến giữa tháng sau, đảm bảo việc kiểm soát tích trữ lũ có trật tự trên khắp các hồ chứa, bên cạnh việc tích hợp quản lý tài nguyên nước và hiệu quả phát điện. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng do lượng mưa lớn kỷ lục ở miền Bắc của Trung Quốc, đặc biệt là lũ quét ở tỉnh Hà Nam, thì các dự án thủy lợi dọc theo sông Dương Tử ở miền Nam cũng đưa ra các biện pháp để kiểm soát lũ lụt. Các nhà điều hành đập đã liên tục cảnh giác với nguy cơ lũ lụt bất ngờ có thể xảy ra. Theo đội Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, vào giữa tháng này, thượng nguồn các nhánh của sông Dương Tử đã trải qua đợt mưa lớn dai dẳng, đối mặt với hai trận lũ liên tiếp, hơn 45.000 mét khối nước trên dây. Đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất trên thế giới, đã phải phóng trước 1.480 tỷ mét khối dung tích hồ chứa, kiểm soát lưu lượng xả ở khoảng 35.300 mét khối mỗi giây, cắt giảm tỷ lệ cao điểm khoảng 35%. Liu Xiao, kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Quản lý và Vận hành đập Tam Hiệp cho biết, đập Tam Hiệp đã thay đổi việc kiểm soát lũ lụt trên vùng sông Dương Tử, nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt từ cấp độ lũ 10 năm đến 20 năm có 1, lên cấp độ lũ lớn hơn mức 100 năm có 1. Dữ liệu cho thấy từ năm 2003 đến năm 2023, hồ chứa đập Tam Hiệp đã được lấp đầy 68 lần để ngăn lũ, trong đó có 3 lần chứa các trận lũ lớn hơn 75.000 mét khối trên dây. Các chuyên gia chỉ ra rằng, ngoài đập Tam Hiệp đang hoạt động đầy đủ, nhóm hồ chứa bậc thang ở thượng nguồn sông Dương Tử cũng đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong việc chống lũ lụt. Vào tháng trước, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch quản lý liên hợp trong mùa lũ năm nay. Theo đó, tổng cộng 50 đập dọc theo sông Dương Tử được vận hành chung trong mục đích kiểm soát lũ và phát điện, với tổng dung tích chứa kiểm soát lũ là 71,5 tỷ mét khối, trong đó có 8 đập thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp, với dung tích hồ điều tiết là 49,5 tỷ mét khối và dung tích hồ điều tiết là 40,6 tỷ mét khối, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kiểm soát lũ của lưu vực sông Dương Tử. Hồ chứa Âu Đông Đức trên thượng nguồn sông Dương Tử đã đi vào hoạt động hoàn chỉnh vào hồi tháng trước, đã có khả năng hỗ trợ phòng chống lũ lụt. Các hoạt động kiểm soát lũ chung sẽ được thực hiện ở các hồ chứa ở hạ lưu như Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá để cải thiện tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt ở vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh của sông Dương Tử, kết hợp với hồ chứa Tam Hiệp để ngăn nước lũ ở trung lưu và hạ lưu của hệ thống sông. Đại diện của Trung tâm Điều phối và Truyền thông đập Tam Hiệp cho hay, trên lưu vực sông Dương Tử có 1.400 trạm thời tiết và hơn 20.000 trạm khí tượng thủy văn được thành lập để cung cấp hầu hết thông tin dự báo thời tiết theo thời gian thực, chính xác, toàn diện cho việc vận hành an toàn các hồ chứa. Ông Huawei, phó giám đốc bộ phận kỹ thuật và xây dựng của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than, dự án thủy điện thách thức kỹ thuật nhất trên thế giới, nói rằng sông Dương Tử từng là một con sông mà con người không thể khai thác. Nhưng giờ đây lũ lụt của sông Dương Tử không còn là một con quái vật nữa, mà là một nguồn tài nguyên. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị khán giả, hôm vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã quyết định nâng cảnh báo mưa lớn lên mức vàng.
ít nhất 153 người đã thiệt mạng hoặc mất tích vì mưa lũ khi các trận mưa lớn liên tục trút xuống các khu vực rộng lớn của Trung Quốc, đặc biệt các tỉnh thành ở miền Nam, khiến cho ít nhất 153 người mất tích hoặc đã thiệt mạng. Nhà dự báo thời tiết đã tiếp tục đưa ra cảnh báo đáng sợ về tình hình kiểm soát lũ lụt ở miền Bắc của nước này trên trang ECNS đưa tin. Cụ thể, theo lời các chuyên gia, lượng mưa năm nay được dự đoán có thể lớn hơn nhiều so với mọi năm, ngay cả ở miền Bắc của Trung Quốc, nơi đã có nhiều năm qua không ghi nhận tình hình lũ lớn cũng có thể chịu ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, những tỉnh thành ở miền Nam của Trung Quốc vẫn là những nơi phải hứng chịu lượng mưa lớn và kéo dài trên diện rộng trong nhiều ngày hơn so với phần còn lại của đất nước. Cảnh báo cũ cũng vừa hủy chưa lâu thì lại có thêm cảnh báo mới. Vào 6 giờ sáng ngày thứ 6 tuần trước, Trung tâm Khí tượng Trung Quốc NMC đã quyết định hủy cảnh báo xanh dương sau một ngày ban bố mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, tương ứng với 4 màu. Trước đó, cơ quan này đã phát cảnh báo mưa bão lớn trong vòng 32 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, theo ECNS, chỉ 12 tiếng sau khi quyết định hủy cảnh báo màu xanh dương được công bố, NMC lại phát đi một cảnh báo xanh dương mới rằng mưa lớn với lượng mưa lên đến 15cm sẽ xuất hiện trên địa bàn 10 tỉnh trong vòng 24 tiếng kể từ 8 giờ tối ngày thứ 6, bao gồm phía tây tỉnh Chiết Giang và phía nam của tỉnh An Huy. Ngày thứ 7, NMC tiếp tục làm mới cảnh báo xanh dương và đến ngày Chủ nhật, trung tâm này đã quyết định nâng cấp độ cảnh báo lên mức màu vàng, cấp cao thứ 3 trong hệ thống 4 cấp. Theo cảnh báo mới nhất của cơ quan này, mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trên diện rộng hơn nữa. Cụ thể, 13 khu vực tỉnh thành có thể hứng chịu trận mưa lớn từ 2 giờ chiều ngày Chủ nhật đến 2 giờ chiều ngày thứ 2 theo giờ địa phương. Lần này, tổng lưu lượng mưa có thể lên đến 23cm, theo dự báo của NMC. Điều khiến tình hình thêm tồi tệ là trận mưa lớn có thể di chuyển kèm theo những loại hình thời tiết khắc nghiệt như mưa mạnh, mưa đá và dông bão. Trong trường hợp xấu nhất, lượng mưa theo giờ tại những khu vực bị ảnh hưởng có thể vượt mốc 7cm, theo NMC. Trong tháng vừa qua, các cơ quan khí tượng đã phát đi hơn 43.000 thông điệp cảnh báo sớm, tăng khoảng 43% so với số thông điệp trung bình được phát đi trong cùng kỳ 3 năm qua. Theo Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc, CMA, thống kê của Bộ Phản ứng Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến ngày thứ 6 vừa qua đã có hơn 21,3 triệu người tại 26 tỉnh thành của nước này bị mưa lũ ảnh hưởng. Ít nhất 153 người mất tích hoặc đã thiệt mạng trong các trận mưa lũ nghiêm trọng và thiệt hại kinh tế do loại thiên tai này đã lên tới 46,4 tỷ nhân dân tệ. Sau những trận mưa không ngớt, mực nước tại các chi lưu ở vùng Trung và Hạ lưu sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, cũng như hồ Động Đình, hồ Bà Dương đều tăng cao. 18 con sông ở tỉnh Giang Tây và An Huy đều đã ghi nhận tình trạng lũ lụt hôm thứ Bảy vừa qua, theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, MWR. Những trận mưa sắp tới có thể gây ra lũ lụt ở khu vực gần sông Tùng Hoa và sông Liêu Hà, những chi lưu và trung lưu của sông Hoàng Hà, khu vực phía nam của sông Hải Hà. MWR cũng cảnh báo rằng mưa lớn có thể khiến băng tuyết tan, gây ra lũ lụt ở một số khu vực như Tân Cương. Khu vực miền Bắc của Trung Quốc không ghi nhận tình trạng lũ lụt lớn trong nhiều năm qua. Các quan chức cũng như người dân địa phương cũng không có nhiều kinh nghiệm về việc kiểm soát lũ. Hơn nữa, hầu hết các dự án kiểm soát lũ tại khu vực này chưa được kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Theo ECNS, đây là điều kiện đáng lo ngại khi tình trạng mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện trong vòng 2 tháng tới. Mưa lũ và ngập lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc đã khiến hơn 14 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng. Nhiệt độ cao kỷ lục ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã kéo dài hơn một tháng, khiến 10 nơi ở Trùng Khánh xảy ra cháy rừng. Covid-19 lại tiếp tục bùng phát ở Trùng Khánh, xe buýt bị đình chỉ. Tất cả các nhân viên đều phải kiểm tra axit nucleic. Vào ngày 22, trên bầu trời Trùng Khánh xuất hiện một số lượng rơi lớn bay khắp bầu trời đông nghịt để dọa người. Nhiều người dân cho rằng đây là điểm gở. Theo tài liệu công khai, các chuyên gia về động đất đã phát hiện nhiều loại động vật hoang dã, gia súc, gia cầm trong nhà có những biểu hiện bất thường trước trận động đất. Đặc điểm chung của chúng là dễ bị kích động, hoảng sợ và lo lắng, bay loạn, nhảy lên, kêu loạn rồi bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Động vật có biểu hiện bất thường trước những trận động đất chủ yếu bao gồm rơi, ếch, tắc kè, cá chép, trạch, chuột nhà, có trên 30 loại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý và theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.